Trước khi lớp có răng sữa và đang bị hành giới. Số 5, số 6, số 7. Sau khi lớp có răng sữa, ba đơn vị hàm dưới. Số 5, số 6, số 7. Cô cố gắng là nhé, cắn. Cô ăn nhai cũng phải cỡ 10 ngày nửa tháng mới quen được. Cô ăn từ đồ mềm mềm lên từ từ. Mềm mới. Nhưng mình cũng phải giữ gìn, cô đừng có cắn gì cứng. Mình giữ gìn thì cái độ bền nó cao hơn. Rồi xong rồi, cảm ơn cô.